mục tiêu đánh giá kết quả giáo dục môn toán là cung cấp thông tin chính xác kịp thời có giá trị về sự phát triển năng lực và sự tiến bộ của học sinh trên cơ sở yêu cầu cần đạt ở mỗi lớp học cấp học điều chỉnh các hoạt động dạy học bảo đảm sự tiến bộ của từng học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục môn toán nói riêng và chất lượng giáo dục nói chung vận dụng kết hợp nhiều hình thức đánh giá đánh giá quá trình đánh giá định kỳ nhiều phương pháp đánh giá quan sát ghi lại quá trình thực hiện vấn đáp trắc nghiệm khách quan tự luận kiểm tra viết bài tập thực hành các dự án sản phẩm học tập thực hiện nhiệm vụ thực tiễn và vào những thời điểm thích hợp đánh giá quá trình hay đánh giá thường xuyên do giáo viên phụ trách môn học tổ chức kết hợp với đánh giá của giáo viên các môn học khác của bản thân học sinh được đánh giá và của các học sinh khác trong tổ trong lớp hoặc đánh giá của cha mẹ học sinh. Đánh giá quá trình đi liền với tiến trình hoạt động học tập của học sinh, tránh tình trạng tách rời giữa quá trình dạy học và quá trình đánh giá, bảo đảm mục tiêu đánh giá vì sự tiến bộ trong học tập của học sinh. Đánh giá định kỳ hay đánh giá tổng kết có mục đích chính là đánh giá việc thực hiện các mục tiêu học tập kết quả đánh giá định kỳ và đánh giá tổng kết được sử dụng để chứng nhận cấp độ học tập công nhận thành tích của học sinh đánh giá định kỳ do cơ sở giáo dục tổ chức hoặc thông qua các kỳ kiểm tra đánh giá quốc gia đánh giá định kỳ còn được sử dụng để phục vụ quản lý các hoạt động dạy học bảo đảm chất lượng ở cơ sở giáo dục và phục vụ phát triển chương trình môn toán đánh giá năng lực học sinh thông qua các bằng chứng biểu hiện kết quả đạt được trong quá trình thực hiện các hành động của học sinh. Tiến trình đánh giá gồm các bước cơ bản như xác định mục đích đánh giá, xác định bằng chứng cần thiết, lựa chọn các phương pháp, công cụ đánh giá thích hợp, thu thập bằng chứng, giải thích bằng chứng và đưa ra nhận xét. Chú trọng việc lựa chọn phương pháp, công cụ đánh giá các thành tố của năng lực toán học. Cụ thể đánh giá năng lực tư duy và lập luận toán học có thể sử dụng một số phương pháp công cụ đánh giá như các câu hỏi nói viết bài tập mà đòi hỏi học sinh phải trình bày so sánh phân tích tổng hợp hệ thống hóa kiến thức phải vận dụng kiến thức toán học để giải thích lập luận đánh giá năng lực mô hình hóa toán học lựa chọn những tình huống trong thực tiễn làm xuất hiện bài toán toán học từ đó đòi hỏi học sinh phải xác định được mô hình toán học gồm công thức phương trình bản biểu đồ thị cho tình huống xuất hiện trong bài toán thực tiễn giải quyết được những vấn đề toán học trong mô hình được thiết lập thể hiện và đánh giá được lời giải trong nữ cảnh thực tiễn và cải tiến được mô hình nếu cách giải quyết không phù hợp đánh giá năng lực giải quyết vấn đề toán học có thể sử dụng các phương pháp như yêu cầu người học nhận dạng tình huống phát hiện và trình bày vấn đề cần giải quyết mô tả giải thích các thông tin ban đầu mục tiêu mong muốn của tình huống vấn đề đang xem xét thu thập lựa chọn sắp xếp thông tin và kết nối với kiến thức đã có sử dụng các câu hỏi có thể yêu cầu trả lời nói hoặc viết đòi hỏi người học vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề đặc biệt các vấn đề thực tiễn sử dụng phương pháp quan sát như bản kiểm theo các tiêu chí đã xác định quan sát người học trong quá trình giải quyết vấn đề đánh giá qua các sản phẩm thực hành của người học chẳng hạn sản phẩm của các dự án học tập quan tâm hợp lý đến các nhiệm vụ đánh giá mang tính tích hợp. Đánh giá năng lực giao tiếp toán học, có thể sử dụng các phương pháp như yêu cầu người học nghe hiểu, đọc hiểu, ghi chép, tóm tắt, phân tích, lựa chọn, trích xuất được được các thông tin toán học cơ bản, trọng tâm trong văn bản nói hoặc viết, sử dụng được ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường trong việc trình bày, diễn đạt, nêu câu hỏi, thảo luận, tranh luận các nội dung, ý tưởng giải pháp toán học trong sự tương tác với người khác đánh giá năng lực sử dụng công cụ phương tiện học toán có thể sử dụng các phương pháp như yêu cầu người học nhận biết được tên gọi tác dụng quy cách sử dụng cách thức bảo quản ưu điểm hạn chế của các công cụ phương tiện học toán trình bày được cách sử dụng hợp lý các công cụ phương tiện học toán để thực hiện nhiệm vụ học tập hoặc để diễn tả những lập luận chứng minh toán học khi giáo viên lên kế hoạch bài học cần thiết lập các tiêu chí và cách thức đánh giá để bảo đảm ở cuối mỗi bài học học sinh đạt được các yêu cầu cơ bản dựa trên các tiêu chí đã nêu trước khi thực hiện các hoạt động học tập tiếp theo